này thiện hiện thí như các người con trai con gái mang bình đất nung chín đi đến sông hoặc ao hoặc giếng hoặc suối hoặc kênh ngòi để lấy nước nên biết bình này không bao giờ bị hư dã vì sao vì bình này đã được nung chín rất chắc chắn có thể đựng đầy nước này thiện hiện cũng như vậy có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa. Nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột, có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạng pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh lại thường nhiếp thọ chân như lại thường nhiếp thọ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lại thường nhiếp thọ, thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ, thánh đế tập diệt đạo, lại thường nhiếp thọ, bốn tịnh lự, lại thường nhiếp thọ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại thường nhiếp thọ, tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ, tám thắng xứ, chín định thứ đạm mười biến xứ lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không Lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Lại thường nhiếp thọ mười địa Bồ Tát Lại thường nhiếp thọ năm loại mắt lại thường nhiếp thọ sáu phép thần thông, lại thường nhiếp thọ mười lực Phật, lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, lại thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết lại thường nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa lại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa ấy không bao giờ suy hao thối bại nửa đường vượt qua địa vị thanh văn và địa vị độc giác thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột